Xin chào các bạn, mình là Kiều Anh, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn ở công dụng của cao linh chi vàng Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ phòng chống béo phì cũng như là giảm cân đối với người sử dụng. Nhiều người thì vẫn thường cho rằng mập đẹp ốm dễ thương, tuy nhiên thì chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được hết nỗi khổ vì thân hình quá béo của mình. Ở béo phì hay là thừa cân thì hiện nay đã trở thành nỗi lo của rất nhiều người, không chỉ riêng ở chị em phụ nữ, căn bệnh này không chỉ gây ra nhiều tác hại đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng xấu đến thẩm mỹ, gây bất tiện khi hoạt động mà còn khiến bạn mặc cảm, thiếu tự tin trong cuộc sống hàng ngày. Ở nhiều người thì thường chọn phương pháp giảm cân bằng cách là nhịn ăn hay là ăn ít tinh bột đi. Tuy nhiên thì trên thực tế việc này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cũng như là cơ thể của bạn và nếu như bạn đang cố gắng tìm kiếm một sản phẩm có thể là phòng tránh được béo phì cũng như là hỗ trợ giảm cân hiệu quả thì sản phẩm cao linh chi chính là sản phẩm tuyệt vời để có thể là bạn lựa chọn cao linh chi vàng hàn quốc thì có chứa rất nhiều hoạt chất có tác dụng làm tăng tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể cũng như là do quá trình tiêu hóa tốt tiêu tốn nhiều năng lượng thế nên là khả năng dư thừa không còn và sẽ giúp cho bạn có vóc dáng cân đối hơn ở những người thừa cân hay là béo phì cũng sẽ lấy lại được vóc dáng nếu như là kiên trì sử dụng sản phẩm này thường xuyên kết hợp với việc là ăn uống điều độ hơn. Vậy tại sao Kiều Anh lại nói rằng sản phẩm này có tác dụng hỗ trợ phòng chống béo phì và giảm cân hiệu quả? Là bởi trong thành phần của cao linh chi vàng có chứa các hoạt chất quý hiếm tốt cho sức khỏe, thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố hay là tăng cường chức năng bài tiết. Và điều này thì giúp người dùng có thể là tiêu hao được lượng mỡ tích trữ trong cơ thể, cũng như là năng lượng dư thừa và khi sử dụng sản phẩm này thì bạn có thể là kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh cũng như là tập luyện thể dục thể thao thường xuyên để có được vóc dáng cân đối và sức khỏe dẻo dai và khi sử dụng sản phẩm cao linh chi thì các bạn nên nhớ rằng nó còn giúp chúng ta ngăn ngừa được nhiều căn bệnh và hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch cũng như là bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể đối với nhiều người khi béo phì gây ra nhiều căn bệnh khác liên quan đến cơ thể ở chính vì điều này thế nên là chúng ta nên sử dụng sản phẩm cao linh chi vàng hàn quốc bởi nó vừa giúp chúng ta lấy lại được phóc dáng vừa giúp phòng chống lại được căn bệnh mà chúng ta lại không quá tốn nhiều tiền cho các phương pháp làm đẹp tại spa thẩm mỹ viện hay là quá tốn tiền cho việc tập luyện thể hình mà chúng ta có thể là tự tập luyện tại nhà được ngoài ra thì các bạn có thể là yên tâm bởi khi sử dụng thì sẽ không xảy ra những tác dụng phụ nào cho cơ thể cũng như là những phản ứng không mong muốn nào bởi sản phẩm này thì chiết xuất hoàn toàn 100% từ thiên nhiên và được chọn lọc từ những loại linh chi tốt nhất à, và kiểu anh tin chắc rằng với những công dụng tuyệt vời như vậy của sản phẩm cao linh chi vàng hàn quốc thì các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng sản phẩm này thôi đúng không ạ và nếu như là các bạn còn đang thắc mắc chưa biết mua sản phẩm này ở đâu để có thể lại yên tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ với hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm hoặc là các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng tại số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội. Đặc biệt, với những khách hàng liên hệ qua hotline của Korea Shop 24 giờ hoặc đến trực tiếp cửa hàng thì sẽ nhận được những ưu đãi dành riêng cho sản phẩm này. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích về sản phẩm cao linh chi vàng hàn quốc kiều anh xin chào và hẹn gặp lại